chị đang có mặt ở Quảng Ngãi để giữ lời hứa với Kem và anh Tiểu Thúy. Nếu mà bạn nào xem video chúc mừng sinh nhật của chị thì chắc chắn còn nhớ rằng anh Tiểu Thúy đã tặng cho chị một món quà rất lớn, đó chính là 50 triệu và chị đã hứa dùng toàn bộ số tiền đấy vào việc từ thiện. Wow. Hôm rồi thì chị có đọc báo thấy cơn bão số 9 vừa qua đã gây rất là nhiều thiệt hại cho tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Quảng Nam bây giờ đang bị sạt lở rất nghiêm trọng, còn